Sau đây là những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị giá cả một số mặt hàng nông sản như tiêu, tôm và heo hơi. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Giá tiêu trong nước vừa điều chỉnh giảm với mức giảm từ 500 đến 1.000 đồng một ký tại các vùng trồng trọng điểm. Cụ thể tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 71.500 đến 72.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 69.500 đến 70.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu được thu mua với mức 69.500 đến 70.000 đồng một ký. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu cao nhất cả nước ở mức 72.500 đến 73.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu được thu mua với mức 71.000 đến 71.500 đồng một ký. Cụ thể, giá tôm thẻ loại 20 con một ký đã trở lại mốc cao là 230.000 đồng. Tôm loại 25 con một ký giá 183.000 đồng. 80 con một ký 115.000 đồng. 100 con một ký giá 99.000 đồng. Ngành tôm năm nay có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu trong nước tăng cao, nhưng thị trường nước ngoài lại hạn chế. Nguyên nhân là do Trung Quốc đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nên Ecuador và Ấn Độ đã bán tháo tôm qua thị trường Mỹ, Canada, Nhật, châu Âu. Giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm tại nhiều địa phương, trong đó ghi nhận mức giảm mạnh nhất 7.000 đồng một ký tại khu vực miền Nam, dao động trong khoảng 63.000 đến 70.000 đồng một ký. Mức giảm sâu nhất được ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Đồng Tháp, đưa giá heo hơi về mức 66.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đến 4.000 đồng một ký, dao động trong khoảng 65.000 đến 70.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 65.000 đến 69.000 đồng một ký.